Bé mì, em nghe Trinh rõ Dạ rõ. ok, chạy vô thôi. Let me check. Bé mì, we are in lesson unit 10. We're here, right? Yeah. Phải không bé? Okay. Yeah. If we have free talk, what is your favorite? À, cái đó wow, chị ơi. Cái này rồi. Này gọi. Dạ. Yeah. Đây. Ở đây không em? Mình đang đứng ở đây đúng không? Dạ. Cái dạ, xong rồi cái mình này lại. Chị khúc này chị hỏi là biết hết chưa, biết hết rồi, hình như qua luôn. Vậy mình nói chuyện chút xíu đây ha. Phú thì không biết. So what is your favorite topic if we have free talk? Free talk? We talk habit, huh? Gì ta? Nói gì em cứ nói thật với nhà. Free talk thì em có cái We talk together. Yeah. Yeah, how talk? Ý là trêu đùa nhau ấy, talking. Dạ kiểu vậy á. Yes. Let me just check about your relationship. How is your relationship now? How is everything? How relationship là sao chị, em hiểu lắm. Your... How is your cái gì current? À. Yeah. Việc nhà, mối quan hệ hiện tại của bạn thế nào? How is your relationship with your boyfriend? In Australia, I have one best friend. She's 24 years old, and right now, we are friends. Going outside, in talking about life. Có cái người Úc mình gọi là Aussie đúng không mẹ? Aussie. Aussie. Ở lấy gì trời? Aussie. Phải không? Sao bữa hình như chị Mai chỉ chị hai đây nè. Chờ chị một giây nha. Ai chỉ với chị chữ này? Đây đây đây. Aussie. À dạ đúng rồi. Dạ không, Vietnamese. Okay. Yeah. Right. Kiểu thời gian trước, before I meet her in a workplace. From that we make friends. Yeah. Rồi chờ chị một phút. I make friends with her, hoặc là we became friends. Đúng không? We become friends. Yeah. Chúng em trở thành bạn, right? What are some personality that you like at your best friend or your boyfriend? Chị ơi, em không nghe rõ được. Nhỏ lắm hả em? Ý, dạ không, ý là kiểu cái nó có bị giật gì á? Trời ơi, chắc là mạng của hai đứa mình lát đó, tại hai đứa đều ở ngoài. Yeah. Không, mà em mặc lắm. Cái gì? What are some personality that you like at your best friend or your boyfriend? À, hiểu rồi. My best friend personality is outgoing, and talkative. Yeah. cái gì đấy ta? Thật thà là cái gì quên rồi. Em nhớ không? Honest. À, đúng rồi, honest. Yeah. Dạ đó, my best friend and my boyfriend is so smart and cái gì nữa ta? Smart, em còn muốn nói thêm anh cái gì nữa không? Kiểu như là chững chạc á, kiểu như là anh sẽ không có nhớ từ chữ chững chạc là mature.
Dạ, mời chua. Dạ, đúng rồi, mời chua, mời chua. Đúng rồi. Từ từ em thích ăn sẽ về lại với chúng ta thôi. Ok. Rồi. Rất là cảm ơn mình. Tại vì chị phải hỏi ý em chỉ biết là em luôn luôn là muốn học, muốn nói á. Có phải là em phải quên không? Dạ quên thiệt. Em không có nhớ kiểu không biết sao nữa. Không, cái từ mờ chua này ngày xưa em dùng hoài luôn. Xong có khoảng thời gian không xài nữa em quên luôn. Cái từ mờ chua kỹ là mới có 5 tháng không xài cái từ mờ chua. Hình như là đúng rồi, em quên sạch luôn. Trời ơi. Không sao mấy mẹ, sao mấy mẹ. Phải sơ bị English and do you want to learn any foreign language, any language else besides English, which language? Yeah. Study? No. My brain is so heavy. Only Vietnamese and English, enough. If I put more, if I learn more language, I will crazy. Yeah, get crazy. Yeah. Em nghĩ ngợi tới trình lên. Em có thể nói là get confused, tại vì nhiều quá cái lộn bị rối. Yeah. Hoặc là get crazy, đúng không em? Yeah, I agree with you. Okay. Right. So, how are you today, Mi? Do you need to work? Yes, I do. Right. Em cứ yeah. Nói. Chị nói trước thôi, em không được nói gì hết. Yes, I do, đúng không? Right. So, yeah. How is your work today? Like, do you meet any good customer? Any good thing happen? Yeah. Today, I clean a sick room. Five room is a check-out room, and one room is a full service. Sometimes on way I make a full service, nobody inside. Only today I make full service. Someone inside, I'm so shy and make slowly, make so slowly. If someone inside look at me doing. So why phone? So why phone time? Because our phone service, the one bedroom only 35 minutes doing. Yeah. And today everyone seen look at me doing. I make 1 hour more 1 hour. Oh my god. More than thiệt. Yeah, kiểu vậy. Ôi. 1 hour. No. Last week I make a phone service for the room. There are two old people, maybe a wife and husband. I choose slowly, but that everything is clean: the kitchen, toilet, and the bedroom. So, the West give me a tip, $10. Đó kiểu vậy chị. Trời ơi, 1 hour you can earn $10. Yeah. That is only tip. Only tip. My salary at the in the payslip more money. Yeah. Very nice, Amy. Okay, so let's choose the topic. Like food đi ha, cho nó liên quan tới cái này. Rồi, baby, let's talk about drink and food. Do you think drink and food? Yeah, drink. Yeah. Do you think having coffee in the morning is good for our body? No, it isn't. Yeah. Because that make me that make us kiểu tỉnh táo, cái đó gọi là cái gì ta? Em có thể nói chuyện như là energetic nè, để chị coi. Energetic. Đúng rồi. Energy á, kiểu energy. Đúng rồi, năng lượng. Rất là năng lượng em ha, nhưng mà sao mà em nói là nó không tốt vậy bé Mỹ? Why do you say it's not good? That make my brain is too awake. Đúng rồi. Kiểu như là nó không có tốt cho cái não á, là brain là cái gì đó ta không tốt. Có thể nói mấy thằng đó nó là stimulant, nên là mấy cái chất kích thích phải không em? Dạ đúng rồi. Không sao đâu Mì, đụng vô nói hè cái bữa sau mà nói đó, cái em đụng lại nó lần nữa, cái em sẽ biết cách sử dụng tụi nó thôi. Yeah. Bé Mì, I want to know more about your eating habit.
thói quen uống của em, nói nhiều hơn một chút về nó ha. Phải. Yeah. Do you sometimes bring your meals from home to work? Bring your meals from home. I never bring a meal from my house because when I go to the supermarket, the first one I will buy is a Red Bull energy drink. Yeah, energy drink. Okay. And then how about meals? Some food that you can eat? I don't like milk in Australia. Everyone told me milk in Australia is the best. But when I drink that's so kiểu như là nó lạc á ta. Nó không có vị gì đó nên kiểu như là no stay. So I don't like it and never buy. Kiểu vậy. Sao mà khổ dữ vậy chị? Ngồi lặng hết vậy không? Ủa, nó lại em lặng chưa? Yeah, okay. Not tasteless. You're okay, Ruben. Yeah. Right. So after a long time living in Australia, what the flavor, or like what kind of food, or what countries of food do you like to eat? From which country? Chinese food is the best in Australia. A big Korean food. Only I go for drink beer. I just eat the Korean the food. Yeah, and the food make me enjoy is Chinese. Mm. Yeah. Okay. Is yeah. that because of the spice? Yeah. Yeah. The one Korean food so spicy. Yes. And I cannot eat too much in the plate. Just order only one or two food and eating. Yeah. Okay. And eating đúng không bé mẹ? Okay. So, yeah. How often do you eat out at a restaurant? Can you share the experience? How often do you eat out? Sometimes only once a week. Sometimes two a week. Yeah. Twice. Yeah. Okay. Yeah. Let's talk a little bit about all the people. Do you have any friends or any colleagues that they are Aussie? Before I study in high school with Aussie, but from now I don't go to school anymore. I just will study online and no meet them anymore. Yeah, from that we cannot keep in touch. Yeah. What do you think is why you guys don't talk to each other anymore? What are some reasons that makes you guys don't talk to each other anymore? Yes. Nghe không chị giải cho dễ cho. What are some reasons? Nói lý do nào theo em nha. What's our reason? Some reason. Not only I see, đúng không ta? Cái đó gọi là I see, đúng không? Not only I see. I have a Vietnamese person, but because in Australia we working every day and don't have time for reply messages and going outside together. It reduce talking, so from that we cannot keep in touch. Chị hiểu em mà đúng không chị? Bé mẹ cho chị xin một câu nữa nha. Chúng em không còn những cái điểm chung để mà có thể nói chuyện nữa. We don't have
but the same point. Đúng rồi. To talk together. Yeah. Yeah, yeah. The same point to share hoặc là to talk with each other. Yeah. Yeah. Okay, được em ha. Rồi, vậy mình đi nhẹ nhẹ các bài phút tiếp theo nha. Baby, so can you choose some food or drink that you think they are healthy to our body? Choose water, milk, tea, something is good, something not good. Yeah. What flavor of tea do you like to drink? Green tea and milk tea. Green tea, đúng rồi. Yeah, đúng rồi. Yeah. Kiểu em chỉ biết, em chỉ nhớ được mấy cái đó thôi chứ mà hay. When I go to a coffee shop, I look at the menu first and I see the picture in front of the name. And I look at the beautiful cup I will order. I never remember what is it or how is the style. Đúng rồi, yeah, I agree. Yeah. Okay, but Amy, the drink in Australia, do they make beautiful, but the flavor is not good? Is that right? Do they make beautiful drink, but not? Not only the tea, everything's like a cocktail, or beer, everything from drink. Beautiful. That's not more in Vietnam is more beautiful than Australia. Okay. Yeah. Cái kiểu thì mình nói là cái gì ta? Mẫu mã là cái style kiểu. Được không ta? Style very old. Not modern. Yeah. Nó kiểu cũ cũ á. Yeah. Hay vậy ta. Okay. Making beverage. All right. Chị hiểu. Okay, Amy, in the future you will open a nail salon or beauty salon. So do you want to sell drinks or beverage or any case dessert or anything? Do you want to sell dessert and drinks? Em có muốn không? Yeah, no I don't. Oh, why? Because you have experience in that industry. Cạnh tranh đó, cái đó mình gọi là cái gì ta? Dạ chị. Compete nha em. Dạ chị. Competable the industry. À đúng rồi. Compete. We have to have a strong competition. Oh. We just open and make kiểu như là lợi nhuận cao, thu nhập cao, là high income. Đúng. We just have high income. If we don't have experience, no income is so low. Yeah, mình sẽ bị lỗ là cái gì ta? Lose money. Nói vậy chơi cả. Lose money. Dạ. Lắm mà bé mì. Dạ lạnh chị, ngày nào em cũng mặc ba cái áo. And then, baby, if you keep talking like this, do you feel your throat uncomfortable? If you keep talking like yeah, that, yeah. Do you feel your throat uncomfortable? Không có chị. No. Ổn phải không? Ổn hả? Dạ, ổn, dạ ổn. Baby, any time that you feel tired, just let me know. Oil or butter fish? Oh, baby, is it difficult to cook fish? Like rather than cook meat or chicken? Cook fish is it difficult? I don't know how to cook fish. From last week, I just studied alone, learned how to cook something on the website. And I just tried to cook only tôm rim and tôm rim, cái đó gọi là cái gì ta? Tiger cái con tôm đất phải không mày? Tôm. Yeah. Vậy hả? Phải không? Tôm sú. Cái con tôm đen đen mà nó to. À đúng rồi, tôm sú, như giống tôm sú nha. Nhiều vậy. Tiger. Yeah.
Đây chỗ thèm quá, thèm quá mì ơi. À đúng rồi, dạ đúng rồi. Ok. Đó là tôm rim and and meat, meat thì là thịt kho tiêu, thì cái đó gọi là gì ta? Meat meat cooked with tiêu, tiêu pepper. Mà chế gì dữ vậy trời. Trời thịt kho tiêu, meat à, cái này để chị thêm cái chữ kho vô nha. Braised meat with pepper. Yeah. And the soup, soup come it make with carrot and potato. And put some cái gì ta? Shallot little bit and a little bit pepper on top. Vậy. I see. Maybe how long did it take you to have a very good meal like that? Half an hour? First time I do, so I had to see the look at the website and my hand is had to cook together. So take long time, three hour for finish everything, and 1 hour for cái gì ta? Decorate on the table and take a photo, post story for share with my friend. Kiểu vậy. Okay, yeah, I got the point. Yeah. And then let's talk about spices. Cái gia vị em ha. Which spices that you often use for your food? Salt, sugar, nước mắm, cái sốt. Với lại cái gì? Pepper chắc chắn. Exactly là có nha. Cái gì vinegar. Cái gì ta? À. Cái gì là bột canh, cái đó gọi là cái gì ta? Mình gọi là gì ta? Mình gọi là giống của chị Na nói là soup base, mình không biết cái này. Yes, soup base. Các chị. Bột ngọt là cái gì ta? Sugar powder. Ủa vậy luôn hả? Không, em chế luôn hả mày? Đúng rồi, em chế. sweat powder. Ấy gì vậy, đúng rồi. Nè mì. Cái MSG là đúng luôn á mì, tại vì á nó là cái tên đúng của nó luôn á, MS nè, monosodium glutamate là đúng. Em chỉ cần dạ. Yeah. À đúng rồi. On the label I see seasoning. Đúng rồi. Dạ yeah, đúng rồi. Chứ nó không có ghi cái này. Okay, chị luôn seasoning. Rồi. Dạ. I think you are a very good cook because you have this sauce very flavor. Nó có cái vị. Yeah. Okay, nice. Mình đi tiếp này với mì hà. Rồi, cái này chắc chắn mình biết nè. Đếm được không đếm được, được hết. Dạ yeah, được. Được ha. Qua luôn chị ơi. Qua luôn yeah. Nha. Cái này đã nói rồi thì phải. Okay. Qua luôn. How much, how many được phải không mì? How much, how many được. Được how much là số không đếm được, how many là đếm được. Đúng. Tại vì có một chút bơ nào không? Em sẽ nói sao? How many, ấy gì, how much butter is there? Đây. Có một chút nào không? Em nói is there any butter? À, đúng rồi. Em thấy còn này is there any butter? Yeah. Yeah. Rồi, chị mình vô luôn nha. Cái mì em đọc dùm trình 5 cái từ vựng ở đây nha. A box of. A box of pasta, a loaf of bread, bottle of juice, a can of soda, a bag of onion. Yeah, a loaf là gì bé mì? Một ổ. Yeah. Đúng rồi. Ok, em chịu luôn. A loaf. Chịu luôn. Rồi, chị mình vô cái bài này nha. Bé mì từ từ nha. Em thấy cái chữ loaf này đúng không? Cái nó chuyển xuống nhiều, nó chuyển thành vậy nha mì. Đọc là a loaves. Đọc đi. Loaves. Mà bé, yeah. Đọc how much, how many ha? How many loaves of bread do you need? How many bags of potato do we have? How much cheese is there in the fridge? How much, đúng rồi, how much sugar do you want in your tea? Bao nhiêu trứng là mình?
How many eggs are there for the potato pancake? Yeah. How many can of potato are there on the shelf? Có chữ nào mới không em? Yeah. Có chữ nào mới không bé? Dạ không. Không. Dạ không. Ok. Rồi. Bé Mì cho chị hỏi một cái nữa nha. Why do you decide to make your eyelashes? Why did you quá khứ nha. Why did you do? Em muốn đẹp hơn hay sao? Hay là em muốn là em đi làm em phải đẹp hơn? Before I join event in the luxury building and after that I go to the club and so I had to meet too many people and I make me more beautiful. That's the reason I make eyeglass. From that I look my eyeglass so beautiful. Do too much. One week I do one time. And nó mất rồi, nó làm cái thói quen đó, cái thói quen là cái gì bọn này? Habit. That make my habit. So if I don't have eyelash, I will kiểu như là bị khó chịu, là uncomfortable. Thiếu hả em? Yeah. Bị thiếu rồi, đúng rồi. Em có thể nói là feel like I'm lacking something. Feel like có cảm giác như feel like. Dạ đúng rồi, mình lacking or something. Chị hiểu, giống như Trinh nè, cái mặt của Trinh bị tái á. Bé Mì, without lipstick, I am not so self-confident to go outside. Do you have the same feeling? Lipstick? Yeah. Bé Mì thì sao? How about you? Do you need lipstick? Before going out? I go in outside alone, I don't put makeup. I never put on makeup. Only go with another people, a best friend or just normal friend. Little bit the lipstick and eyebrows. At least, đúng không ta? Ít nhất rồi, đúng rồi. Yeah, but how about during your trip, you will see a handsome guy. How can you? Trip? During your trip in your vacation. Hay là when you go outside, you meet a handsome guy. So what do you do if you meet? No, if I going outside with girl, I make them trời ơi, kiểu là fully my kiểu là cái mặt xoay trời, chị nói như lại muốn ngại luôn, muốn hết từ rồi. Yeah, I'm fully my face. Yeah, kiểu vậy á. Trời ơi, nó rực rỡ lắm chị. Em đi pretty close một cái là ư là trời luôn. Ư là trời luôn. Can you share your thoughts? Dạ, em không có. Nó kiểu vậy á, là mặc cái gì. Trời ơi. Close it. This or that. As the people live with the same house. The pink or yellow, those it pressure, cái gì presses, nó không đúng rồi, kiểu vậy. Em phải bận và ta phải có tâm xuyệt tâm phải chịu, đúng rồi. Yeah, đúng rồi. Là thấy ghê lắm chị ơi. lên đồ. Yeah. Rồi chị mệt quá mì ơi, chị cười chị mệt. Dạ rồi mình đi tiếp mì ha, cảm ơn em. Yo. Read and listen. Nghe rõ không bé mì? Would you like coffee or tea? I'd like coffee, please. Thanks. And would you like sugar? No, thanks. Please pass the butter. Here you go. Well, would you like coffee or tea? I would like coffee, please. Thanks. And would you like sugar? No, thanks. Please pass the butter. Here you go. Có gì mới không em? Em không biết cái từ pass. Pass tức là chuyển cái butter vào người khác. Kiểu như vậy. Chữ ý là đồng nghĩa với cái chữ pass, đúng không? Bé còn muốn dùng chữ nào khác nữa không? Give. Đúng rồi, giỏi. Hoặc là move. Cái tay đi qua.
Handmade. Dạ, được, đúng không? Handmade. Ok. Rồi. Dạ. Với mì ha. Rồi mình hết cái bài đây. Mình lướt lướt qua bên đây chút xíu. Có chủ đề cái mình nói tiếp. Chờ chờ chị. Rồi. Ngữ pháp ở đây. Simple present tense. Cái này là đơn với tiếp diễn. Em nắm được đúng không bé mì? Dạ. Dạ được. Nè được ha. Bé mì giúp chị một câu tiếp diễn nha. Em có thể dùng tiếp diễn nói hiện tại. Hoặc em dùng tiếp diễn nói future plans. Kế hoạch tương lai. Dạ. Em sẽ đặt câu sao? Vấp in. Em tự đặt câu á chị. Đúng đúng đúng. Bé định làm sao? Hiện tại là I'm drinking ice chocolate cream on top. That one. Đó đó là cái đó là hiện tại. Còn cái sẽ là cái gì trời? So what are you doing after class? I'm going dắt gì ta? Từ để dắt là gì em? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, quên nhớ rồi. I'm going to take the dog running around the road near my house. Kiểu vậy. Cái đó nó có một cụm luôn bé mì. Em có thể nói là walk my dog. Nó là một cụm luôn dắt. Dạ, đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Dạ. Ủa bé mì, do you have a dog? My boyfriend rice, kiểu như là nuôi đúng không ta, nuôi là rice. Three cats and one dog. Wow. Okay. Yeah. Between dogs and cats, which animal do you prefer? Do you like dogs or do you like dog is I prefer because the dog listen me. Dog can hear what I say and I tell he do it, do that, stop this, stop that, he understand. Yeah, kiểu ngoan ngoãn, cái đó gọi là cái gì quên nữa rồi, cái từ ngoan. Good job, good boy, kiểu vậy á. Và nó khôn quá vậy bé mì. Can dạ nó khôn lắm. Yeah, can he put his hands on your hands? Nó có đặt cái tay giống như chị thấy mấy cái video quá bé mì. Can he follow the instruction? Dạ dạ có, kiểu như là nó có dày nè, kiểu như mình vô tới là nó dày nè. Thấy vậy ta. Dạ, đúng rồi. Kiểu ông my boyfriend teach the dog how to do. Kiểu vậy. Trời ơi. Nên là understand. My boyfriend raised the dog 5 years already. Oh, I see. And on way when I finish working, be back my house, I have to prepare the dinner for dog. Đó là my job. Kiểu vậy. Nó ăn nghe, feed my dog. Dạ, yeah, feed. Dạ, yeah, đúng rồi. Ok. Cho nên feed. Là sen rồi. Em là sen, ok. Rồi, em biết cái chữ sen á, tiếng Anh bữa bạn cho nó mắc cười lắm. So, bên mình gọi là sen đúng không? Yeah. Yeah. And how about the cat? What? What food do? The cat so rude. Kiểu như là nó láo á chị. Láo có gọi là gì ta? Là trời. Nó chẳng hỗn xộn. Nó láo. Arrogant đó chị. Arrogant. Yeah. Để chị coi thêm có con chữ nào nữa không nha. Chờ chị một phút nha. Nó rất là láo, nó chẳng biết mày. Dạ, đợi em xí chị. Ok, cứ nói nha, im thôi. Dạ, dạ rồi, em xong rồi. Dạ. Hurt. Hurt là cái từ rất là láo. Dạ yeah, đúng rồi. Sometimes I see two cats hug, kiểu mà hôn, kiss together. Or sometimes I look at the cat and fight kiểu cào nhau xong rồi nó kiểu vậy á. Fighting là đúng rồi. Đánh lộn. Là nó hôn nhau rồi nó đánh lộn. Dạ. Yeah. Yeah. Okay. What does your boyfriend feed the cat? What do they eat? Tụi nó ăn cái gì? Cái kiểu là cái gì đó?
cái cục 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 có giống kiểu crumb crumb. My boyfriend now go to a supermarket and buy in supermarket the have a stand for the food, the dog and cat. He can choose anything in the supermarket. Now go home for a cat to eat. Anyway, everything is the same. Just a different flavor. This week is that flavor, and another week another flavor. Yeah, the same. I don't know how is the flavor because I never eat the food, the dog and cat. I don't know. It's a delicious or delicious. Đúng rồi, delicious. Or not? Yeah, đúng rồi. Ôi, mắc cười quá. I understand, baby. Nó thúi lắm chị. Em cho nó ăn mà nó thúi. Cái thúi gọi là cái gì em quên đó rồi nè. Trời. Thúi. Bad smell. The smelling. Bad smell. Dạ đúng rồi. Nó có mùi chính xác. Đúng rồi. Okay. The dog. Dog là kiểu âu. Go to a supermarket and buy the food and go home, mix that food with the rice together and put on the floor, the dog eating on the floor. When I cook rice, I cook too much, half for the dog and half for the people eating. Yeah, ăn cơm chúng mình đó. Yeah. Well, bên này, how about the food? I don't know if or not. I don't know if if I finish the eating, I have the bones in a food for the dog eat. Yeah. If that day we eat the meat and have bone only. And if I don't have the dog, dog stop eat bone. Yeah, yeah, kiểu vậy. Chị quá xuất sắc với mì, thank you. Giờ mình vô cái bàn ngữ pháp nhẹ nhẹ, cái mình quay lại cái speaking của mình cái số này ha. Rồi, để chị coi, chị gạch dưới những cái dấu hiệu cho em. Nó bắt mình chọn giữa right now, đúng không, hiện tại nè. Rồi, khi em thấy usually thì em đổi về hiện tại đơn. So, ai đang ăn trưa trong nhà bếp ngay lúc này vậy? Em sẽ làm sao? Who is eating lunch in the kitchen right now? Number two. Where does he usually eat lunch at home or at the office? They don't like a lot of sugar in PET. In their tea. Yeah. Yeah, in their tea. We clean the kitchen every day. Elani and Joe aren't here. They are driving to work. Why do you need 6 cans of potato? Are you making potato soup for lunch? Yeah. Is she going to work tomorrow? How many box of the he won? Yeah. I don't have a potato of juice in the fridge. I can't. A bottle. Yeah. I can't talk right now. I'm studying. Okay, agree. Quá chịu. Yeah. Còn một cái chút xíu dưới đây nữa là mình xong cái phần bài này nè. Cho chị hỏi chút xíu nha, em sẽ nhìn vô. Ở cái này là của ai đây? Susan Susan, can you guess what is her job? She's the same job with you. A teacher online. Chị cái gì vậy bà?
Okay, maybe if you don't run, no. Besides running a business with a nail salon, what else? What is your dream job, baby? If you don't. My dream job. I want to be a business woman in the future. I will earn a lot of money, and then I will buy apartment or house and give them for rent. Hey, what? I live with my my husband in his house and my house. I give someone rent in cuối tuần. I don't know, cuối tuần I collect the money. Một cô gái suy nghĩ vào tiền bạc nhưng mà rất là tốt nha bé Mị. Okay, yeah. Bé Mị, with your saving, where do you think that you can buy a house or an apartment in Vietnam or in Australia? Firstly, I will buy in Vietnam. Yeah. Because my father kiểu như là làm về working about house, kiểu nhà đất đó. Your father, I mean. Yeah, kiểu như là làm về nhà đất đó chị. Cái đó gọi là gì? Ý là mua bán nhà đất đó. Mua bán nhà đất, bất động sản rồi đó phải không em? Mình dạ. Yeah. Nếu vậy thì chắc là mai mốt chắc chị nhìn có thể là hỏi mấy mẹ, you know. I also think I have the exact same thinking with you. I want to give my saving to buy an apartment and then I will rent something out. Đúng không em? Tại vì làm ở nhà chơi đi nguy hiểm thì nó cũng dễ mất tiền. Dạ. And houses. Dạ đúng rồi. Đầu tư nhà nó sẽ ok hơn. Firstly, I will saving the money and when I enough, I will ask my father first. Can you he advise me where I buy the house? Yeah. And how's the way I buy that? And I will transfer all my money I have for my father buy that house in Vietnam. Kiểu như là the money that is mine. When have the money, my father transfer for me. Yeah, kiểu vậy. Yeah. Because you definitely can believe your father is not a stranger. Yeah. Trời nên mà mừng ghé. You know, because now I know you, so later if I have enough money, enough condition, I will ask you for help. Yeah. Quyền ai hết mà mình không tin thêm. Yeah. Okay. Yeah. Như là if I buy a house in Australia first, I never can buy whole house one time. So sẽ đầu tư gọi là cái gì ta? Invest in Vietnam first and collect money. Chỉ là nó kiểu nó nhẹ nhàng hơn á chị. Đúng. Yeah. Kiểu là mình vừa có tiền, mình có tiền nhanh nữa. Kiểu vậy. Cứ đầu tư ở Việt Nam. Yeah. So Australia will be a very good land environment to earn money, and then you can come back and invest back in Vietnam. Yeah. Hay quá trời. Chị biết không, kiểu như là 3 tỷ là mình mua được một căn nhà để cho thuê, là mình thu tiền được rất nhiều rồi. Nó còn ở bên đây là nó, trời ơi, kiếm được một căn nhà mà cho thuê được giá cao là hơi mệt. Không thể nào, nên là đầu tư Việt Nam. Nó ba em rành à, rành nhà ở cái phần nào em, which area? Where's my house? Where's my father's house, right? You know cái gì ta? Toyota Lý Thường Kiệt. Ủa vậy hả bé? Đúng rồi, vòng đó chị. Lý Thường Kiệt đó ở chợ Tân Bình đó. Maybe you know because you are working in Australia, so your income is kind of very high. But my income is kind of a little bit like standard and a little bit low. So I think I should invest in some provinces nearby, like the something I can buy a house. And then in the future, where do you
Chị ơi em không nghe thấy gì chưa? Ủa sao tự nhiên nó bị nhỏ vậy ta? Alo alo. Alo alo mì ơi. Dạ dạ dạ. Em nghe thấy được rồi nhưng mà ý là nó cứ bị rè 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 á. Hay là do cái mạng bên chị nó lag quá ta? Dạ. Chắc vậy chứ em ngồi ngoài đây suốt em vẫn nghe thấy ào ào. Alo alo. Alo. Dạ. Nghe được không mì? Dạ được, dạ được. Lúc nào nghe được cứu chị Hà. Rồi, đó. Dạ. Có cái kiểu the different income của bé thì có thể có khả năng. Yeah. Rồi, ổng áp vậy mình đi tiếp ha em ha. Rồi cái này, bé mì. So, she's on the right day. What do you think about Chinese, another language? How about? Ví dụ là how about? Em nghĩ thế nào về cái ngôn ngữ? Yeah. Before I just go to Australia only 5 months, and I study English with a Chinese person. Yeah. And she's the girl. Everything inside the girl, but she wants change the girl. Nghĩa là cái đó gọi là cái gì ta? BD á? Không phải cái đó gọi là. Dạ đúng rồi, lesbian. Study English with me so long time. He become love me. Oh. So we only make friend two months. My birthday coming. I don't know what is it. He buy the kiểu như là kiểu là cái dây chuyền gọi là cái gì? Balance. Necklace. $200 and stay in front of my house and call me downstairs, go downstairs and give me the necklace. $200. Oh my god. Đó là bao nhiêu ta? Để chị sẽ chị đưa. Bốn triệu nha. Chị quá mì ơi. Chết chưa. Yeah. Oh, yeah. He told me he want dating with me. Because we are different the country. We can the firstly we can the study learn English. And after that he teach me Chinese and I teach her Vietnamese. Oh. But I don't like in that time my English very bad. So difficult for me talking. I know that is the good joy. Good gì ta? Cái đó gọi là cái good gì? Good joy. Yeah. I know. Nhưng mà kiểu different, như talking không có năng lực, cái lượng á chị, kiểu như là mình không thể nào á. Em học ý là em không thích cái bạn đó hay là em không thích cái là lesbian, em thích không thích sao? Không, ý là em thấy là cái đó thì nó cũng tốt cho mình, tại vì nhờ khác nước mình học được tiếng Anh á. Nhưng mà kiểu quen nhau mà cứ cố gắng mà nói kiểu này em mệt lắm chị. Nếu thiệt. Chị hiểu. Tôi thay rồi đó. Cho nên là em nó không chịu. The reason too is I don't like a girl. I don't like dating with girl. I just don't like a best friend is girl. Yeah. Kiểu như là exactly boyfriend. Love only boyfriend. Yeah. Em không có chơi less được. Chị hiểu. So do you mean that you are a very traditional girls? Yeah. But if you have a friend or they are lesbian or gays, what do you think? Hay là do em không có muốn trong mối quan hệ đó, hay là em không thích cái chuyện mà les và với là gay? Dạ không, tại vì con tay con tại vì người ta là con gái đó chị. Cho nên là bây giờ mình hôn, mình kiss hay là mình làm này là nọ nó cũng tùy á. Đúng rồi. Yeah. Em không, I have no feeling. No feeling. Yeah, đúng rồi. Đúng. Okay, yeah.
Ai gọi chứ. Trời, nhưng mà nếu mà là chị nha, sức mạnh đồng tiền. One time I go outside eating with him. That's good. I remember in the Japanese restaurant. He asked me what where is the restaurant I like. Is the best with me, and I am he follow me coming to the Japanese restaurant. When we finish eating, he give me the wallet. Cash money the payment for his bank. Yeah. When I open the wallet, you know, five bank tag. Oh, trời đất. Five bank tag. Yeah. Yellow, rồi cái black, pink. I just remember three color. We got five bank tag. I asked him how much in one bank tag. He told me $10,000 in one bank tag. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Dạ quá. Năm cái 50,000 á chị. Trời. Trời ơi, em rất là mất tự tin không gặp được những người vậy ta. Okay, so what happened between two of you and then you try to do you still talk with her? Do you still talk or keep in touch with her? The last time I meet her is we talking together and he cried because I refused him. Refused. Kiểu là dating á, kiểu refuse dating with him. After that day, he don't send message for me anymore. Yeah, and maybe he want forgot me forever. Yeah, kiểu vậy. Yeah. Rồi chị em chửi chị. My sister yell me, oh my god, so kiểu như Ricky, why you don't want dating with him? Funny is the best. Okay. Yeah, okay. Không, nó giỡn thôi. Nói ở ngoài nói giỡn thì vui lắm, nhưng mà ý là kiểu là mình đúng là trong cuộc thiệt mình thấy tội nghiệp người ta, tại vì em không thích mà, đúng không? Yeah. It's not fair for her if you say yes but you don't like her. Okay. Does your boyfriend know about that girl? Did you talk to her to him about it? The last girl is the first person like me in Australia. Kiểu như là tìm hiểu ta trong giai đoạn relationship mà kiểu tìm hiểu. Để tìm hiểu. Get to know each other. Relationship đấy đó. Three people. After that, my boyfriend coming. Before my boyfriend, there are four people. Kiểu như là my relationship, like get to know each other, kiểu vậy á. Yeah. I think that because you have a lovely appearance and you are easy to start a conversation, so people like you. Kiểu em tính em sở lợi em. Yeah, đúng, em cũng không mà kiểu như là người Việt á, a Vietnamese person like me. Kiểu như em không có ngạc nhiên, kiểu như là ngạc nhiên rất là gì. À, là chị gì? Cái là từ gì? It's not surprise, đúng rồi. Surprise. The same language. It's kiểu hài hước là cái gì quên rồi. Em có là sense of humor. đúng rồi, sense of humor. Dạ đó, kiểu sense of humor đó. I don't know why the Chinese person can like me. Kiểu như là mình lặng mà mới nói được. Kiểu ngại lắm đó chị. Trời ơi. Yeah, I see. But
thank yeah. you. Yeah, thank you because you are always willing to talk. Okay. Rồi, cái nữa đi em đi chị coi còn gì cho mình đi không? Cái xong rồi chị em mình nghỉ ngơi ha. Yeah. Music. Teaching. Oh, let's talk about music and then we can finish our lesson. What other music do you often or do you usually listen to? What kind of music? Chị ơi, à đúng rồi, I like the sad music about love story. I don't know why another people, my friend, the person on like a job talking with me, they listen the happy music around all the people like that. Only me sad music, love story, thảm họa âm nhạc. So when I make I class, I like on the bed. And my sister do eyeglass for me, open the music, the sad music. I told her, oh, that music is so so beautiful. So, and I like it. What is the name of that music? And she told me, oh my God, I'm so old. Kiểu như là em rất là già khi mà em nghe những cái bài này mà em thấy hay á, kiểu vậy. Gọi là bolero không ta hay là những cái bài buồn thôi mày? Bolero. Dạ không, kiểu như là dạ không phải là bolero. Không, mà chị lâu lâu em cũng thích nghe bolero nha. Trời đất ơi. Bị vú ép. Bị. Để cái này mình gọi là cái gì nè mày, để chị gửi cho em từ với chị đọc được cái này. More mature. Yeah. Yeah, đúng rồi. Yeah. Mature. Yeah. Rồi. Dạ. Yeah, okay. Hôm nay em nói nhiều quá chị. Nhiều hay nhiều ha. Quá trời nhiều luôn. Yeah. Tại vì nếu mà đúng á mà chị mà lớp em mà nói một tiếng em nói mệt luôn, em nói em mệt luôn á. Em mệt không? Do you feel tired? Dạ em mất mệt. Dạ. Em mất mệt. Nhưng mà vẫn cười ha. Dạ. Yeah. Cảm ơn bé mình nhiều. Rồi chị em mình đi chút xíu nữa để chị coi còn gì bên đây không nha. Mình hả? Hình như chị thấy bé mình uống chocolate 2 lần. What did you order last time? No, only one cup. Order. I just drink a half cup. Bé mình, yeah. did you order milk tea last time? Cái lần trước á mình, last time. Lần trước á. No, I working in a beauty shop, so I never buy a beauty. Yeah. I just I working in the shop today. In today I drink so I drink until kiểu như là no luôn, cái đó gọi là gì vậy? Ủa, em được uống cả trong đó đúng không? Yeah. Oh, like you can... everything I can drink and I can bring that to go home for my friend. It's okay. Yeah, boss so easy going. Yeah. Oh my God, I see. So how many cups or how many glasses that you can bring back home? The first time is too many cups I used to drink at home. Bring to home is 3 cups. Yeah. One cup is at least. Oh, hay quá. Excellent, yeah. Okay, thank you, baby. And what is the benefit that you can earn from your job? The benefit, em nghĩ cái gì gọi là ở những cái chỗ đó. And you can earn from the job. That job will make me feel comfortable if I working with them because the boss never kiểu như là người ta không có tính toán cho mình á, kiểu như là count, kiểu count a little bit something with me, yeah, kiểu everything in shop exact ở gì ta special is specialist boss give me the feeling they are my family. Rồi, dễ thương. Are they Vietnamese or are they Aussie? Vietnamese. Beauty shop is Vietnamese. Only hotel. Hotel don't have a
that means in hotel. Yeah, yeah. You know what Lebanese? Lebanese là. Yeah. Người Lebanon á chị. Kiểu Lebanese and India the same language a little bit. They understand what yeah, Lebanese understand a little bit what is Indian talking and mostly what's a bit different language a little bit. Yeah. Trời, xuất sắc quá trời. Thank you, Messi. Vậy đi, gửi hết cho chị. Hãy giúp chị. How do you feel? How do you feel about the weather? The weather. Really, really cold. Yesterday, yeah. This week, every day is raining. Only today, cloudy. Yeah. That is today and yesterday and another day in this weekend the rainy whole day all day. Là đi khắc nghiệt quá hả bé hả? Ở đây mới lạnh có tí à. But I can't stand the cold. Mà trời lạnh lắm. Yeah. Bé mẹ rất là mệt, chị biết. We keep talking after an hour, so you're tired. Thank you because you helped to build the lesson plot. Cảm ơn bé mẹ. Yeah, rất là chị. Lúc quần bé quá lạnh. Have a good weekend. Bye bye bé. Dạ, chị cũng vậy. Bye bye em. Trời ơi, lạnh quá lạnh.